Chào các bạn. Ở video này, Công sẽ nói cho các bạn biết vì sao khi các bạn đầu tư vào thị trường Forex, đầu tư vào thị trường ngoại hối, các bạn cần phải xác minh danh tính. Bởi vì một lý do đơn giản, nếu các bạn không xác minh danh tính thì chính các bạn là người đánh mất tiền trong tài khoản của các bạn. Chính các bạn tạo ra cái nguy cơ lớn nhất là mất tiền trong tài khoản. Để Công ví dụ, khi các bạn đi ra ngân hàng, các bạn giao dịch 50.000, 100.000, các bạn cũng phải cung cấp chứng minh nhân dân. Để khi mà tiền của các bạn nó có rủi ro, người ta cũng dựa trên cái thông tin của các bạn để bảo vệ cái nguồn tiền đó. Vậy tại sao khi các bạn tham gia vào thị trường Forex, các bạn giao dịch tài chính, các bạn đưa vào đó một số tiền vài triệu, vài chục triệu mà các bạn lại không xác minh danh tính? Có phải là chính các bạn làm mất tiền các bạn không? Khi các bạn không xác minh danh tính, các bạn sẽ có hai rủi ro cực kỳ lớn. Thứ nhất, các bạn sẽ không được giải quyết khi có tranh chấp với các khách hàng khác. Thứ hai, các bạn sẽ không được hỗ trợ khi tài khoản của các bạn bị đánh cắp. Nên nhớ một điều, tỷ phú Warren Buffett có một quy tắc là không bao giờ để mất tiền. Vậy thì điều đầu tiên ở trong các thị trường tài chính, các bạn phải giữ được tiền của các bạn đã. Vậy thì nên xác minh danh tính ngay từ bây giờ. Đầu tư thành công là đầu tư vào kiến thức. Hãy cùng Công đầu tư vào kiến thức.